tin và cố Maria được Thiên Chúa gọi về. Chúng con đến đây, trước hết xin thành thật chia buồn cùng tam gia và tam quyến. Đồng thời, chúng con cũng muốn nói lên lời tri ân và những lời cầu nguyện đối với bà cố Maria lúc còn sinh thời và đã là ân nhân của các đoàn chúng con, và đã thêm lời cầu nguyện cũng như là bà đã giúp đỡ các đoàn chúng con cách này hoặc cách khác. Giờ đây Thiên Chúa bà gọi bà về, chúng con họp nhau nơi đây không biết nói nên những gì, làm những gì có thể bù đắp lại được, chỉ biết dâng nguyện trong giờ kinh này, nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng có chóng tha thứ mọi lỗi lầm mà bà còn thiếu sót, để mau đón nhận bà về hưởng ánh sáng tôn nhan Thánh Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây các đoàn chúng con xin tăng gia cùng tăng quyến hợp ý với các đoàn chúng con cho nên Thiên Chúa giờ kinh này để cầu nguyện cho bà cố Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa thầy, kính thưa sư, kính thưa tăng gia và tăng quyến, được tin Chúa gọi bà cố Maria đại diện cho tập đoàn Dân Chúa trong giáo họ, cho các đại diện cho quý cố, quý ông bà, các ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây. Trước hết chúng con xin được kính viếng bà cố và đồng thời cũng chia sẻ với thầy, với sư, với tăng gia tăng quyến. Trước sự ra đi của bà cố Maria, một người bà, một người mẹ rất thân yêu trong đám kính trong gia đình, chúng con nguyện xin Thiên Chúa cũng ban nhiều ơn lành và sự bình an xuống trên thầy cũng như sơ cũng như tăng gia tăng quyến trong lúc và đau buồn khi thương tiếc người thân. Xin Chúa cũng ban sự bình an, thêm ơn che chở nâng đỡ cho tất cả mọi thành viên trong tăng gia và tăng quyến. Kính thưa bà cố Maria, con cũng đại diện cho quý cố quý bà ở đây. Chắc là có lẽ là vào cái tầm tuổi đó cũng có nhiều người quanh đây cũng gần kề với lối xóm với bà cố, cũng là ba là người chị em với bà cố. Ngày hôm nay con cũng thay lời cho quý cố quý bà để chào từ biệt bà cố, và cũng thay lời cho toàn thể cộng đoàn trong giáo họ cũng nói lời từ biệt bà cố. Rất tiếc rằng bà cố đã phải ra đi về với Chúa. Tuy rằng 98 tuổi cuộc đời của bà cố ở trần gian này, nhưng đối với một người ra đi cũng là điều thương tiếc của cộng đoàn giáo họ. Và chúng con thiết nghĩ rằng với tuổi đời như thế này, bà cố rất là đẹp lòng ý Chúa, là vì trong những thời gian cuối của bà cố chắc có lẽ cũng như một trẻ thơ thôi, cũng không có lỗi phạm gì đối với Thiên Chúa hoặc với tha nhân. Nhưng
Đối với lòng từ bi của Thiên Chúa, chúng con tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho bà cố tất cả để sớm cho bà cố được hưởng hạnh phúc với Chúa. Và cộng đoàn giáo hội chúng con cũng nói lời tri ân với bà cố khi xin tiền. Bà cố đã giúp đỡ cho giáo hội chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng công bằng của để giúp cho giáo hội chúng con mỗi ngày được phát triển tốt đẹp hơn. Và hôm nay chúng con hiện diện nơi đây để dâng lời kính nguyện, xin Chúa cũng sớm đưa bà cố về hưởng hạnh phúc với Chúa. Và cộng đoàn giáo hội cũng xin gửi đến tăng gia và tăng quyến hai phong thư này, và là một chút tâm tình chia sẻ của các gia đình trong giáo hội. Và giờ đây xin kính mời tăng gia, mời thầy, mời sơ, tăng gia tăng quyến cùng hợp ý với cộng đoàn giáo hội để chúng ta cùng hợp nhau dâng lời kinh nguyện, dâng lên Thiên Chúa lời tiếng hát để cầu nguyện cho bà cố Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Niềm hy vọng đời con đặt nơi Chúa. Quên cha rồi, nhớ mỗi sơ thầy với sơ thôi. Đấy, mà ông tránh rồi chưa, ông gọi cho ông quên luôn. Thì thôi con cũng xin thay lời cho ông này để cáo lỗi với tham gia thánh chiến. Thông cảm cho ban đồ đồng giáo xứ và ban đồ đồng giáo hội. Và xin kính mời các đoàn Thiên Chúa giáo hội và nhân dân. Bà cố Maria với 98 năm
làm kiếp con người trên trần thế này. Nhưng có rất nhiều chục năm đã chung sống với quý cộng đoàn giáo họ mẹ lên trời, cùng chia vui với những nỗi buồn, với những tất bật lo toan trong cuộc sống. Có lẽ rằng tất cả quý cộng đoàn hiện diện ở đây cũng đồng cảm với gia đình ta quyến chúng con lúc này, với những tâm tình mà cả cộng đoàn dành cho gia đình ta quyến chúng con hiện diện ở đây khi bà cố Maria thanh niên của chúng con vâng theo tiếng Chúa Lord trở về với Chúa. Này được sự hiện diện của tất cả quý cộng đoàn như là một gia đình, quý vị để hiện diện do những lời cầu nguyện tha thiết cho người ra đi và an ủi nâng đỡ cho chúng con những người ở lại để vượt qua biến cố đau thương này. Với tất cả những tâm tình yêu thương ấy, chúng con không biết gì hơn chỉ nguyện xin mãi tri ân. Và chắc chắn rằng trong những ngày vừa qua, khi bà cố Maria thân yêu của chúng con nằm xuống, thì đã được ngay sự hiện diện của quý chức ban hợp đồng, các ban ngành và tập đoàn, những người thân thương, những người bạn già của bà cố Maria, những vị cao tuổi ấy đã hiện diện cùng với gia đình tang quyến chúng con, động viên, an ủi, nâng đỡ trong biến cố đau thương này. Và hôm nay hiện diện nơi đây để thêm lời cầu nguyện, chúng con với chức nghĩa cử quý báu này, gia đình ta quý của chúng con thì biết xin đón nhận và nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria hồn xác lên trời, quan thầy của giáo họ thánh cả Giuse và hồng ân của Chúa giáng sinh ban trọn đầy hồng ân của Chúa trên tất cả cộng đoàn và gia đình. Và chắc chắn rằng khi sinh thời trên dương thế này với thân phận của con người và cố Maria của chúng con, không tránh khỏi những thiếu sót, những lỗi phạm với Thiên Chúa và với cộng đoàn ở đây, mà có lẽ rằng trên dương bệnh bà cố cũng chưa có thể quên, chưa có lời xin lỗi với tất cả quý vị. Bây giờ đây chúng con xin được thay lời với bà xin lỗi tất cả quý vị và thương bỏ qua cho tình thương yêu để bà được bình an ra đi trong Chúa. Và ngày mai sáng mai gia đình chúng con cũng tổ chức thánh lễ an táng cho bà cố Maria. Chúng con cũng xin được kính báo và rất ước mong được sự hiện diện của quý chức, các ban ngành đoàn thể và tập đoàn hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho bà và tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tăng gia chúng con xin hết lòng tri ân và cúi đầu bái tạ. Kính thưa tăng gia và tăng quyến, trong đó chúng con cũng kính thưa cha và thầy quý sơ. Nhận được tin chú gọi bà cố Maria về với Chúa, cộng đoàn giáo họ thân thiện của con cũng đến trước hết để chia buồn cùng với cha, thầy và quý sơ cùng với tăng quyến. Và cũng nguyện với Thiên Chúa và cho quý cha, thầy, quý sơ và tăng quyến được sức khỏe và được nâng đỡ về phần tinh thần của quý cha và quý sơ tăng quyến để vượt qua những đau thương mất mát này. Và kính thưa bà Maria và cố Maria, chúng con cũng đến để tri ân và về những việc tốt lắm mà bà đã làm để giúp cho giáo họ tâm thịnh chúng con mỗi ngày được thịnh. Và hôm nay chúng con đến cũng để tri ân bà và cũng nguyện xin với Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm có thể bà đã lỗi với Thiên Chúa và với thầy, và xin Chúa đưa bà về hưởng tôn nhan ngài và giáo họ con mỗi thọ cư
để tri ân và tri báo ân nhân. Xin lễ trở lại. Và giờ đây xin mời tạm ra bản thân tịch cùng hiệp ý với cộng đoàn giáo họ tất thịnh của tôi để dâng lời thanh niên tôi của hai đề. Nhân thân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng tôi cũng xin được dâng những lời kinh lên Thiên Chúa để xin Ngài thương tha thứ mọi lỗi lầm mà bà cố đã mắc phải khi được trẻ ra, và xin Thiên Chúa sớm đưa bà cố về hưởng cõi vinh phúc. Chúng tôi cũng xin được chia buồn cùng ta những người kế cận trần thế đã không còn được gặp gỡ và nhìn thấy một người thân yêu nữa. Nguyện xin Thiên Chúa cất nỗi buồn này và xin Ngài thương ban phúc lành cho toàn thể tham gia tang quyến trong những ngày còn lại của trần thế. Và giờ đây xin mời tham gia tang quyến cùng cộng đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời kinh để xin Ngài sớm đưa bà cố về hưởng năm tháng Chúa. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Người nằm xuống giá từ trần gian, xin cho người ngủ yên năm tháng. Lúc chết đi lời đưa nghỉ hoan, Chúa giang tay chờ. Nguyện xin Chúa ngôi nam rồi.
kính thưa tăng già và tăng quyến, nhận được tin bà Maria Chúa gọi về, còn đoàn nhắc sở Phaolô, chúng tôi đến đây trước tiên xin cảm ơn và chia buồn cùng gia đình tăng già và tăng quyến. Gia đình tăng quyến mất đi một người mẹ, mất đi một người bà, mất đi một người thân. Giáo sở Phaolô đã đề nghị chúng tôi mất đi một vị ân nhân. Kính thưa bà Maria, khi bà còn sống ở trên trần gian này, bà là gốc con gốc của, bằng tinh thần vật chất, đặc biệt là bà đã chân được nguyện và cầu nguyện cho giáo sở Phaolô đại nghiệp. Giáo sở Phaolô ngày nay được thăng trang, chúng tôi không biết nói gì để nói lên lời tri ân cảm tạ bà. Chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa trả công cho bà và gia đình. Kính thưa tăng già và tăng quyến, thân phận con người sống trên trần gian, thân xác với những ruộng yếu đuối, không tránh khỏi những sự thiếu sót lầm lỗi. Giờ đây chúng tôi chỉ biết dâng lời kinh kinh hát để xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi cho bà Maria, để Thiên Chúa sớm đưa bà Maria được hưởng quân thánh Chúa. Giờ đây cộng đoàn các sở Phaolô cũng mời gia đình tăng già và tăng quyến hãy ý cầu nguyện với cộng đoàn các sở Phaolô. Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin này hồn con luôn hy vọng đời Chúa, nguyện xin Chúa hãy đời thương lời than khóc tiếng khăn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Ôi đời Chúa, chấm tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin nói thương đoàn con, đang khóc than trong chốn u sầu. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa và chúng con được dâng lên Thiên Chúa làm một quả lễ để xin Chúa tha thứ cho linh hồn con đi làm. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh hiền lên tới thiên. Thiên hạ là như cánh vàng kêu xưa, Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dân, vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy cơ vàng, đầy cao siêu lễ tôn. Chúa ấy dù thương ban muôn ông ân, Chúa ơi, danh từng con luôn khỏi những quân giam thù hằng ưu ám hai con. Cánh tay con này vươn như đất mong mưa trào, hồn con mong Chúa dường bao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu lên tới thiên đường.
thiên hà là như cánh vàng kêu sương Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ, con thân xin người thân thân cầu là Chúa ấy dù thương bát muôn trong kiếp cho bụi rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là căn nhà thân thương này bà cố đã ở lại cùng với con cháu trong suốt nhiều chục năm. Và hôm nay là ngày cuối cùng bà còn ở lại đây cùng với con cháu trước khi bà ra đi tham dự thánh lễ cuối cùng và an nghỉ trong lòng đất. Giờ đây tất cả con cháu trở lại đây với lòng thành kính tri ân, chúng ta cùng thắp một nén nhang tiễn biệt bà lần sau cuối trước khi tham dự các nghi thức cầu nguyện cho bà. Bây giờ đây, giây phút này tất cả các đặc biệt là các con của bà
và các cháu thân thương, chúng ta hiện diện đây cùng thắp nhang và đi vòng quanh quan tài của bà. Sau đó chúng ta sẽ trở lại ra ngoài đây và chúng ta sẽ thắp hương cho bà. Và trong những tâm tình thân thương này thì các con cháu còn lần cuối cùng chúng ta có thể tâm sự gì tâm tình với bà khi đi qua thi hài của bà. Này đã ra đi, thân xác này trở về giọt nước mắt quân ly nghẹn ngào và tim khóc đau nùng thương đau. Lạy Chúa Giêsu Kitô, niềm thương xót và niềm vui ao. Lạy Chúa xin hãy lau khô dòng nước mắt con đang tuôn tràn. Một mình thân tan trắng trên đầu, tưởng như người xa đời dương thế. Làng nến cháy lung linh vô vàn, làng hương bay chiêu hồn quanh đây. Chẳng có thời gian.
xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, dù sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cha và con và thánh thần, amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tập trung về nơi đây, trong gian nhà thân thương này, bên cạnh linh cữu của người thân yêu của chúng ta, bà cố Maria, cùng với tăng quyến, chúng ta hiện diện nơi đây để nói lên chân tình sâu đậm trong niềm tin vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này mà chúng ta có được mối dây liên hệ thắm thiết đang nối kết chúng ta trong căn nhà thân yêu này. Nhờ tin và tình thương và sức mạnh của Đấng Phục Sinh là Chúa Kitô mà chúng ta có được sự an ủi, nâng đỡ cho người còn sống và sự giải thoát cho kẻ đã qua đời. Đối với chúng ta, chỉ có Chúa mới làm cho những đau khổ ở đời này trở thành êm ái, nhẹ nhàng, và những ưu tư khắc khoải của cõi lòng ta mới được khỏa lấp. Cầu nguyện là phương thế chọn hảo để kéo ơn Chúa xuống với chúng ta. Ơn Chúa sẽ làm tất cả những gì mà con người mỏng giòn phải bó tay. Chính nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta được nâng đỡ, ủi an, và cũng do cầu nguyện mà linh hồn Maria thân yêu của chúng ta sớm được giải thoát khỏi hình về nhà Cha. Tình Chúa thánh thần, người thương thân biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân gian chứa, trao rồi cho đáng ngồi Chúa ngôi ba, đòi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuộm thân xác hồn tràn lan ở thiên. Này Chúa, mấy năm nay mẹ không đi nữa được, bây giờ mẹ sắp sửa đi nữa rồi mẹ. Rồi mấy chị ơi, hai chị nãy là gì á? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao quý. Bà cố Maria được tin Chúa gọi về cùng Chúa. Chắc chắn rằng tăng gia cha cùng quý sơ, quý dì, quý thầy và tăng gia tăng quyến rất là đau buồn trong sự ra đi của bà cố Maria. Đời mai táng chúng con cũng gửi lời chia sẻ rất nhiều đến với tăng gia và tăng quyến. Nguyện xin Thiên Chúa chịu lòng thương xót để bà cố Maria được sớm hưởng nhan Thiên Chúa. Nguyện xin mẹ Maria cùng tất cả như xe ban ơn an ủi thật nhiều đến trên cha, quý sơ, quý thầy, tăng gia và tăng quyến, để tăng gia và tăng quyến vượt qua được thử thách lớn lao này. Và giờ đây trước khi di quan, chúng con cũng kính xin cha, quý sơ, quý thầy cùng tăng gia và tăng quyến hợp ý với điều mà tăng chúng con cầu nguyện cho bà cố Maria lời kinh cuối cùng. Nguyện Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong. Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn, con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn. Thank you.
đi rồi. Từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ. Lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Thank you.
Ông có
Thưa Ngài Jesus, khi nào về được Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Jesus đáp: Quả thật, tôi nói cho anh biết, ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Chúa ra nhận chữa lành, mọi bệnh hoạn tật nguyền.
môn đệ trung thành theo Chúa đến nơi ở cuối cùng, chẳng lẽ lại không xứng đáng để nghe lời Chúa Giêsu nói ngày hôm nay bà sẽ ở trên thiên đàng với tôi, cũng giống như người đã nói với người kẻ trộm đóng đinh cùng với Ngài. Quả thật là bố Maria đã sống gần 100 tuổi. Tôi biết bà từ khi về giúp sứ Tân Bùi và là phó sứ ở đây. Bà là người biết lũ há kín kiến, hiền lành, khiêm tốn và siêng năng đi lễ nhà thờ. Chẳng ngày nào cũng thấy bà. Thầy vận con của bà nói với tôi, bà chỉ không tới nhà thờ khi tuổi đã quá lớn và khi đôi mắt đã nhỏ. Ngày hôm trước khi qua đời, bà còn đều vào hát được thánh ca giáng sinh để mừng lễ Chúa ra đời. Những tín hữu như thế quả thực xứng đáng để hôm nay Chúa nói, hôm nay bà sẽ trên thiên đàng với tôi. Một người mẹ của 8 người con, ông cố mất đã hơn 30 năm nay, gánh nặng gia đình đè trên vai của mình, đã giáo dục con cái lớn lên trong lúc đi, thì lẽ là Thiên Chúa là không thương xót. Trong thánh lễ an táng bà hôm nay, chúng ta cùng nhận lời bà ơn Chúa với bà Maria. Xin Chúa ban của nước trời cho bà, và xin Chúa an ủi an quý, cũng như ban cho chúng ta niềm tin và tình thương của Thiên Chúa, và không sống vô tâm trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Khẩn khoản van xin lòng nhân từ Chúa cho tôi đỡ Chúa bà Maria. Để kẻ là ông hỏi nghi con Chúa là ân lưu độ đầu lòng người ai, sẽ nhận ra người là vì thầm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa.
trong suốt thời gian dài đau bệnh của người già, mẹ chúng con được cha sở
con còn nhớ bài học được trích từ cuốn Tâm Hồn Cao Thượng. Người cha đã khuyên nhủ đứa con duy nhất của mình: An di con ơi, cuộc đời của con sẽ có những ngày đau khổ, nhưng ngày đau khổ nhất đó là ngày mà con mất mẹ. Với đức tin công giáo, thư thứ nhất của Thánh Phaolô đã gửi tín hữu Côrintô, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã hư thất. Ngàn thu hôm nay trong thánh lễ cuối cùng của mẹ chúng con có sự hiện diện của quý cha và mọi người, đấy là hình ảnh của giáo hội tại thế và cũng là hình ảnh của thành Jerusalem trên trời. Sắc thảm huyền của thánh Gioan biết ngay của Thiên Chúa và của con chiên sẽ ngay của Thiên Chúa và của con chiên sẽ nằm trong thành và các câu thơ sẽ thờ phượng. Điều đó là niềm an ủi hy vọng để gặp lại mẹ chúng con. Chúng con xin tri ân hai vị cha, cha tổng giáo phận, cha quản lý và tổng, cha sở và quý cha, chỉ tổng và quý tu sĩ cùng mọi người. Xin tha lỗi cho chúng con những gì còn thiếu sót. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Lạy cha là bụi đất, nay con chỉ
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa, hôm nào ra đi vinh hiệp đời tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Khi Chúa thương cho tôi, tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi, tớ Chúa được phục sinh, và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vinh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người bà cố của chúng ta rời khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta hãy gửi người thân xác, người bà, người chị em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em của chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác của người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em của chúng ta đây. Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hư thiên đàng cho người trông biết thông hôi, xin thương đưa người chị em chúng con về trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiệc thánh mình và máu Chúa, xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người bà, người chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây trong sông, trong cây được sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa chúng con, nài xin Chúa thương xót tôi, tớ Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi, tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi, tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa Cha Giuse,
Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức và hội đồng các giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể. Kính thưa quý chức và hội đồng giáo họ Mẹ Lên Trời, các ban ngành đoàn thể của giáo họ và các đoàn dân chúa giáo họ, cùng tất cả quý cha bác thân tộc nội ngoại, quý gia đình ông bà thân gia của bà cố, cũng như liên đới thân gia của các con cháu của bà cố, quý thân bằng hữu, quý bạn bè thân hữu của gia đình và của các cháu, cùng quý cộng đoàn hiện diện. Thay lời cho gia đình tang quyến chúng con, con xin được tỏ lòng tri ân tới tất cả mọi người. Cha Giuse cũng là người chắc của bà cố, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả cộng đoàn hiện diện đã cùng chia sẻ nỗi ưu tư, sự đau buồn của gia đình tang quyến chúng con trong những ngày vừa qua khi bà cố được Chúa thương gọi về. Quý vị đã hiện diện với gia đình tang quyến chúng con với những lời cầu nguyện, kính viếng, chia sẻ, thân ưu và nâng đỡ ủy an gia đình của chúng con trong những ngày vừa qua. Bằng cách này cách khác, quý vị đã cùng với gia đình chúng con, đồng hành với chúng con để lo phần hậu sự cho bà cố. Hôm nay, lại một lần nữa, quý vị lại hiện diện trong thánh lễ an táng và tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đăng gia chúng con không biết gì hơn, chỉ biết xin đón nhận và tri ân tấm lòng quảng đại bao dung hy sinh của tất cả mọi người đã hiện diện đồng hành với gia đình tang quyến của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa và mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh sẽ ban nhiều tràn đầy hồng ân thánh đức trên cha của quý tu sĩ và ban nhiều ân lành trên tất cả mọi người và gia đình. Chúng con xin được tri ân và cúi đầu bái tạ và chấp sự lượng thứ của tất cả mọi người. Và sau khi hoàn thành tất cả các nghi thức tại nghĩa trang, tam quyến chúng con xin được trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ cùng tất cả mọi người hiện diện với tang gia của chúng con để chia sẻ trong tâm tình của gia đình. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Hình bóng mẹ hiền khuất xa, hình bóng mẹ chẳng phai nhòa, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rát rào, mà sao con vẫn Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường, tụng ca danh Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà.
trong trời cao, cùng đích cuộc đời chúng con là chốn mẹ hằng khấn nguyện cho đoàn con luôn vững lòng trong tình Chúa. Hạnh phúc chẳng hề đổi thay, mẹ con gặp gỡ sum vầy, niềm tin kiên vững chẳng lay. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đầy nát và này Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi, vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời, xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa.